đề nghị khai trừ đảng thường tá biên phòng đánh vợ nhập viện. Trả hồ sơ vụ chạy thận làm 9 người tử vong, kiến nghị khởi tố 2 trưởng khoa. Biển người xếp hàng, trèo cây, xem rước tượng bà núi Sam. Đâm chết người chỉ vì không đòi được điện thoại cho mượn. Phút đời thường hôm nay là câu chuyện về một phòng chẩn trị đông y chuyên khám và chữa bệnh cho người nghèo tại tỉnh An Giang. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2018. Bản tin 18 giờ liên tục cập nhật và gửi đến quý khán giả những thông tin đáng chú ý nhất trên tất cả các lĩnh vực. Và tôi là Thúy Quyên của bản tin 18 giờ. Ngày 6 tháng 6, Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa đề nghị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét khai trừ đảng và hạ cấp bậc Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vì có hành động đánh vợ tàn nhẫn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cũng đã đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang vì đã có hành vi đánh vợ tàn nhẫn khiến nạn nhân phải nhập viện. Vì là sĩ quan cấp cao nên Bộ Chỉ huy Biên phòng An Giang đang đề nghị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xử lý kỷ luật ông Thuận bằng hình thức khai trừ đảng và hạ cấp hàm từ thượng tá xuống trung tá. Như tin đã đưa, trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, do ghen tuông vô cớ, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận đã bạo hành vợ là bà Đoàn Giả Thảo 49 tuổi bằng cách bưng cả thau nước mắm đổ lên đầu, tạt nước lạnh vào người và mặt khiến nạn nhân té ngửa từ ghế xuống đất. Sau đó ông Thuận còn lấy nồi, thau, cây tầm vong, vợt tennis để đánh vợ đến ngất xỉu trước nhà. Lúc này mẹ ruột bà Thảo đi ngang thấy vậy liền kêu cứu và gọi xe đưa nạn nhân đến bệnh viện và trình báo cho công an địa phương. Sau gần một tuần nghị án, chiều 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã đưa ra phán quyết vụ án 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu làm rõ có hay không vi phạm của bác sĩ Hoàng Công Lương. Hội đồng xét xử kiến nghị khởi tố 2 trưởng khoa, xem xét trách nhiệm của nguyên giám đốc Bệnh viện Hòa Bình. Hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan điều tra xem xét khởi tố đối với ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc bệnh viện. Thời điểm xảy ra sự cố là trưởng khoa hồi sức tích cực là ông Trần Văn Thắng, trưởng phòng vật tư thiết bị. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ông Trương Quý Dương và giám đốc công ty Thiên Sơn trong việc ký hợp đồng mua bán cũng như sửa chữa bảo dưỡng máy móc chạy thận tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Cơ quan điều tra cũng được đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của các bác sĩ Linh Huyền, các điều dưỡng Hằng, Điệp, Hậu tại đơn nguyên thận nhân tạo. Theo nhận định của hội đồng xét xử, việc trả hồ sơ để điều tra làm rõ những chứng cứ buộc tội cũng như phô tội của bác sĩ Lương. Hàng ngàn du khách phải chen lấn, xếp hàng, trèo cây và đứng đợi hàng giờ liền chỉ mong được xem lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ từ đỉnh núi xuống chân núi ở Lăng Miếu núi Sam. Hơn 15 giờ chiều ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc An Giang đã tổ chức lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ núi Sam. Mãi đến hơn 19 giờ tối thì lễ này mới xong, nhiều người mỏi mòn chờ đợi hàng giờ liền ven tuyến đường dài hơn 3,5 km. Hàng ngàn người đã đứng phủ kín cả núi, chen lấn ngồi lên cây và một số nhà dân trong khu vực để chờ xem cảnh rước bà truyền thuyết từ ngàn xưa đến nay. Hai bên đường lên xuống núi cũng chật kín người. Lễ phục hiện rước tượng bà là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội vía bà cấp quốc gia 2018, thường bắt đầu từ ngày 22 đến hết ngày 25 tháng 4 âm lịch hàng năm. Đây là năm thứ 18 liên tục thành phố tổ chức. Buổi lễ thu hút hàng chục ngàn du khách khắp nơi đổ về đây xem, tham quan và cúng viếng. Ngày 5 tháng 6, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kịp thời cứu sống nam bệnh nhân 45 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng tim đã ngừng đập do nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã liên tục ấn tim, sốc điện, cho dùng thuốc và mọi biện pháp cấp cứu tim trong 30 phút, nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn không tiến triển. Sau đó, ekip trực tiếp tục dùng thuốc, sốc điện, kích thích tim thêm 30 phút nữa. Rất may mắn, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Ngay sau khi tim được hồi phục, các bác sĩ khoa tim mạch đã lập tức phẫu thuật tái thông động mạch. Ca mổ thành công, tuy nhiên, bệnh nhân lâm vào tình trạng suy gan, thận, não, tuần hoàn do ngưng tim, ngưng thở quá lâu. Sau gần một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân mới được cai máy thở, sức khỏe đã dần ổn định, có thể xuất viện trong thời gian tới. Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ hiện có 60 giường bệnh, trong khi lượng bệnh trung bình khoảng 100 bệnh nhân điều trị mỗi ngày. Những tuần trước đó, bệnh nhi mắc sốt xuất huyết chỉ chiếm khoảng 30% lượng bệnh chung, nhưng trong khoảng 2 tuần trở lại đây bắt đầu tăng lên trên 50%. Nếu như trước đây bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, thì vài năm trở lại đây, số trẻ lớn từ 9 đến 15 tuổi lại mắc bệnh khá nhiều.
Bệnh nhi đến từ các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng cũng khá nhiều. Bệnh viện cũng sẵn sàng phương án sắp xếp giường bệnh, bố trí y bác sĩ, tập huấn chuyên môn cho tuyến dưới và tại bệnh viện về phác đồ chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết mới, chủ động sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Những trường hợp các cháu sốt nhiều, sốt cao về chiều và đêm mà khó hạ sốt bằng những loại thuốc thông thường như paracetamol, và các em có biểu hiện nôn ói, mắt thì sung huyết đỏ lên và da thì ửng đỏ, thì coi chừng cháu bị sốt huyết và nên đưa cháu đến các cơ sở y tế khám. Hiện nay, việc chẩn đoán sớm bệnh sốt xuất huyết dựa trên các dấu hiệu lâm sàng của trẻ, kết hợp với xét nghiệm cận lâm sàng và yếu tố dịch tễ học nơi sống, có phải vùng dịch hay không, việc điều trị sốt xuất huyết giai đoạn sớm sẽ hiệu quả hơn. Ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường tử thi của vụ án mạng xảy ra tại tỉnh lộ 725, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm, 17 tuổi, ngụ xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Ngày 23 tháng 5, Tâm gặp và cho anh Hoàng Văn Nam, 22 tuổi, ngụ thị trấn Nam Bang, mượn chiếc điện thoại di động, là vật kỷ niệm của cha Tâm vừa mua trả góp được 10 ngày. Tâm đòi lại nhiều lần nhưng Nam không trả mà mang điện thoại đi bán. Từ đây hai người nảy sinh mâu thuẫn. Sau những cự cãi, Tâm đâm anh Nam nhiều nhát. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Tâm tại phòng trọ khi Tâm đang chuẩn bị bỏ trốn. Hôm qua, Thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một băng nhóm gây ra 17 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An. Bốn nghi phạm gồm Võ Quốc Vinh, Trần Thành Tài, Nguyễn Thành Quang và Nguyễn Hoàng Quân, từ 27 đến 29 tuổi, cùng ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong 2 ngày đầu tháng 6, lần lượt 4 đối tượng trên đã bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp gồm 4 xe máy, 1 đoạn bẻ khóa, 2 dao xếp, 7 điện thoại di động, hơn 5 triệu đồng cùng một số tài sản có liên quan khác. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm nghi phạm này đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Long An. Vào cuối tuần trước, tại bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra những trường hợp lây nhiễm chéo cúm H1N1 gây lo lắng cho các sản phụ. Tuy không nên chủ quan, đặc biệt là ở những giai đoạn nhạy cảm về sức khỏe của các bà bầu, nhưng theo bác sĩ, bệnh cúm này không nguy hiểm nếu biết phòng ngừa, điều trị đúng cách. Theo Cục Y tế Dự phòng, cúm AH1N1 là một trong các bệnh cúm mùa hiện nay. Virus cúm AH1N1 có thể dễ dàng lây từ người sang người, giống như cách lây lan của cúm thường, lây qua không khí có chứa những hạt nước nhỏ li ti mỗi khi người bệnh ho, hắt hơi, cười hoặc nói chuyện. Bệnh cũng có thể lây do tiếp xúc, chạm tay vào bề mặt vật dụng bị nhiễm virus, chạm vào khăn giấy đã dùng có nhiễm virus, sau đó đưa tay lên mũi, miệng hoặc dụi mắt. Ngoài ra, dùng chung đồ dùng, ly uống nước hoặc bàn chải đánh răng với người bệnh cũng có thể lây nhiễm virus cúm AH1N1. Tỷ lệ mắc cúm AH1N1 thường cao, dễ lây lan và có thể mau chóng gây đại dịch. Trên thế giới, mỗi năm ghi nhận 250.000 đến 500.000 ca tử vong do cúm. Đối với những chị em phụ nữ có thai, đặc biệt là dưới 12 tuần, thì chúng ta phải có những cái biện pháp gần như là hạn chế tới mức thấp nhất có lẽ. Thì thật ra sau 12 tuần thì chúng ta không có cái gì phải lo lắng nhiều đối với các thai phụ. Tuy nhiên những người mới chớm thai hoặc là 8 tuần thì đây cũng là một nỗi lo. Tuy nhiên không phải tất cả những phụ nữ nhiễm cúm là đều sanh ra các em bé có vấn đề hết. Thành ra chúng ta không nên quá lo lắng nếu chúng ta có ý thức được làm cách nào đó để có thể ngăn chặn không cho mình bị. Và khi mình bị thì mình sẽ phải tìm tới với các thầy thuốc để được nghe tư vấn và được hướng dẫn điều trị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người có nguy cơ mắc bệnh cúm mùa là phụ nữ có thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người có bệnh mạn tính như HIV/AIDS, hen suyễn, bệnh tim, phổi, tiểu đường, nhân viên y tế. Tuy vậy, hiện nay, tỷ lệ tiêm ngừa vaccine cúm của người Việt Nam rất thấp, chưa đến 1%. Hai công nhân đã may mắn thoát chết trong vụ va chạm giữa xe máy của hai người này và một xe tải đang chạy cùng chiều. Vụ việc xảy ra khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 6 tại ngã tư Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cú va chạm làm cho chiếc xe máy lọt dưới gầm xe tải, bị kéo đi một đoạn. Khi nhiều người chứng kiến chưa hết bàng hoàng, thì hai nam công nhân vừa chui ra từ gầm xe tải vừa kêu cứu. Người dân hỗ trợ kéo hai nạn nhân ra ngoài trong tình trạng hốt hoảng.
Vụ tai nạn làm anh Thu Văn Dư, khoảng 45 tuổi, quê Cần Thơ, bị bánh xe tải cán qua bàn chân, cấp cứu ở bệnh viện. Người còn lại bị thương nhẹ. Do hiện trường vụ tai nạn nằm chắn giữa ngã tư đã làm giao thông qua lại khu vực trở nên lộn xộn. Sáng nay ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nhóm 8 người trẻ có hành vi tổ chức sử dụng thuốc lắc trong một khách sạn. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 6, một tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Buôn Ma Thuột bất ngờ kiểm tra tại một khách sạn ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, tổ công tác phát hiện nhóm 8 người gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 17 đến 25, đang có biểu hiện phê ma túy và bật nhạc to để nhảy. Trong đó có cả nữ sinh viên năm 3 của một trường đại học Tây Nguyên. Nhóm người trẻ nói trên khai nhận đã góp tiền mua thuốc lắc, sau đó thuê phòng khách sạn rồi tổ chức sử dụng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đưa đi kiểm tra thì cả 8 người trong nhóm đều cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Thưa quý vị, bắt mạch, bốc thuốc, lo cơm nước cho người bệnh, chuyển bệnh nhân vào viện lúc nguy kịch là việc làm thiện nguyện diễn ra mỗi ngày trong suốt 20 năm qua ở một phòng chẩn trị đông y ở tỉnh An Giang. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở các tỉnh miền Tây và cả nước bạn Campuchia cũng tìm đến đây thăm khám, trị bệnh. Điều đáng quý là lương y tại đây khám chữa bệnh mà không cần được trả lương. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện đẹp này quý vị nhé. Gần 60 tuổi, không lập gia đình riêng, lương y Phạm Văn Mung đã có 20 năm gắn bó với phòng chẩn trị đông y nằm trên Cù Lao, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Không một đồng lương, không chế độ bồi dưỡng thù lao, vậy mà ngày nào ông cũng vượt hàng chục cây số bằng xe đạp từ xã Đình Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để đến phòng khám làm việc, để giúp những người bệnh nghèo khó qua cơn hoạn nạn. Khởi đầu, đây chỉ là phòng thuốc nhỏ với chiếc bàn bắt mạch, kê đơn thuốc và hai chiếc giường để châm cứu, bấm huyệt cho bệnh nhân. Nhờ sự chung tay góp sức của nhiều nhà hảo tâm, cơ sở dần được mở rộng và hiện tại đã có 70 giường bệnh chia thành hai khu riêng biệt cho nam và nữ. Phòng khám còn có khu vực chế biến thuốc đông y và bếp ăn từ thiện với hàng chục người tình nguyện phục vụ bữa ăn hàng ngày cho người bệnh. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở các tỉnh miền Tây và cả nước bạn Campuchia cũng tìm đến đây thăm khám trị bệnh. Tôi đánh giá rất là cao về cái hoạt động của phòng chẩn trị, từ khâu là điều trị bệnh tới cái tinh thần giúp đỡ của các mạnh thường quân luôn ủng hộ về vật chất và tinh thần. Cho nên thì về cái khâu hậu cần, ăn uống, điều trị bệnh thì luôn luôn là được phục vụ tốt, và các cái nguồn dược liệu thì cũng được cung cấp đầy đủ. Cái tinh thần phục vụ của các lương y, các thầy thuốc thì rất là tận tâm, nhiệt tình, không có đòi hỏi gì các cái khoản thù lao mà làm rất là nhiệt tình và tích cực. Làm việc mệt nhọc, bên mâm cơm cuối ngày, những thành viên gắn bó với phòng chẩn trị đông y xã Hòa Bình lại tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy hiệu quả việc mình làm. Nhiều người thoát khỏi bệnh tật đau ốm là niềm hạnh phúc lớn để họ gắn bó với công việc thiện nguyện này lâu dài hơn. Tinh thần và nghĩa cử cứu người đầy tâm huyết của những thầy thuốc không lương ở vùng quê này luôn là hình ảnh đẹp để người đời trân trọng và tôn vinh. Vâng, một câu chuyện thật ấm lòng đúng không thưa quý vị? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện. Nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.